Thầy ơi, may kiểm tra 15 phút bên hàm mà chưa có chữa trong đầu, thầy cứu em với ạ. Rồi, chưa chữa nào trong đầu thì chết rồi. Thôi rồi, cứu lúc lần này nhá. Nào, đi thôi thầy. Sau đây thầy sẽ tiết lộ cho các bạn cách bấm máy tính để hack đáp án bài tập tính nguyên hàm cực kỳ nhanh. Thì tối trúc của bài tập tính nguyên hàm của mình sẽ là nguyên hàm của fx ra được là f lớn x. Trong đó fx của mình chính là đề bài và f lớn x chính là đáp án. Vậy thì mình sẽ dùng động tác ngược lại với nguyên hàm là chính là đạo hàm để mình kiểm tra. Ở đây mình sẽ đạo hàm của f lớn x thì phải ra được là fx hay chính là đạo hàm của đáp án rồi trừ đi đề bài của mình phải bằng 0. Hay là 10 mũ âm chính là số xấp xỉ số 0. Và trong bài này thì mình sẽ coi nó là số 0. Và bây giờ cùng nhau thực chiến thôi.